Hello, xin chào. À, lại sắp đến Tết rồi, bà con đang rần rần rủ nhau đi mua pháo. Hôm nay tôi muốn nói về quan điểm của tôi về sử dụng pháo. Ngày xưa cái thời điểm mà nhà nước ban hành cái luật cấm pháo đó, thì chắc chắn là ai cũng sẽ có một cái cảm giác rất là buồn. Tại vì nhỏ lớn mình đã quen cái tiếng pháo trong mỗi dịp Tết, dịp cưới hỏi. Tự nhiên mất đi một cái âm thanh đó thì chắc chắn là ai cũng sốc và buồn. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Ngày xưa đưa ra cái lý do là cấm pháo là bởi vì nó nguy hiểm đến tính mạng, tai nạn khi chơi pháo rồi cháy nổ, được chưa? Thì vì những cái vấn đề lớn như vậy thì mọi người cũng đã chấp hành rất là tốt, nay cũng đã mấy chục năm rồi. Thì cái quy định đó cũng đã được mọi người quen sống với cái môi trường không có pháo, đã quen rồi. Thì hà cớ gì tự nhiên 2 năm trở lại đây thì lại có một cái chính sách cho sử dụng pháo. Và bà con, nhất là năm nay, thì cái năm ngoái tôi nghe đâu là bởi đọc báo tôi thấy gì có nhiều người đi mua pháo hả, tốn cả triệu để mà mua được pháo. Thì năm nay cái sử dụng pháo nó rộng rãi hơn, cho nên bà con mua nó cũng dễ dàng hơn, giá cả nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Thì như vấn đề như thế này, ngày xưa cấm pháo là vì sao? Vì nó nguy hiểm, nó gây tai nạn và cháy nổ. Thậm chí ngay cả cái pháo bông mà pháo cây á, ngày xưa cái pháo bông nó dài, nó bằng ngón chân cái thôi, to ngón chân cái, nó dài như thế này nè, khoảng 1 mét. Cái mình cầm cái cây đó lên, mình chỉa lên trời á, mình đốt pháo phụt phụt lên thôi, nó an toàn mà cũng bị cấm. Đến cái pháo bông như vậy cũng bị cấm. Ngày xưa là mình thì mình thích cái pháo nhỏ nhỏ như vậy nè, pháo mà nó đốt, nó đan thành cặp á, nó dài dài lên đó, chỉ thích cái pháo nhỏ nhỏ nó kêu tẹt 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 vậy thôi, chứ cái pháo cối cũng không thích đâu. Nghe cái tiếng pháo cối á, nó không khác gì một cái tiếng bom. Mình vừa thoát ra một cái chiến tranh khốc liệt mà bây giờ mình lại cứ nghe bùm 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 bên tai, có gì đâu vui. Mình thích nghe cái tẹt 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 thôi, còn nghe cái bùm 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 càng to càng sợ. Nghe cái tiếng bùm càng to càng sợ, nó không khác gì tiếng bom cả, cho nên không có thích pháo cối. Thì cái vấn đề là cái pháo ngày xưa nó không có nguy hiểm lắm, mà cũng đã bị cấm bởi vì lý do nó ảnh hưởng đến con người, gây tai nạn. Vậy thì bây giờ lại ban hành một cái loại pháo mà nó hình vuông như thế này. Cái này hôm nay không phải hộp pháo, nhưng mà tôi ví dụ nó hình vuông như thế này, chứ nó không phải là cái cây dài, mà pháo bông hình vuông như thế này. Mà điều kiện để đốt cái pháo bông này á, nó khó hơn ngày xưa. Ngày xưa mình chỉ cần cầm cái cây á, mình chĩa lên trời thôi, mình đứng trong cái góc hẹp thôi, mình bắn cũng được. Mình cầm, bản thân mình cầm cái cây pháo trong tay, ví dụ cây pháo đây, mình cầm cái cây pháo trong tay mình bắn vẫn được, không có nguy hiểm. Vậy mà bây giờ muốn bắn cái này á, thì nó yêu cầu phải là gì? Cách xa 10 mét đối với những cái hộp nhỏ có cái số viên nó ít. Còn cái số viên nó càng lớn á, thì phải đứng xa cả 100 mét, cả 100-200 mét để bắn cái pháo bông bây giờ. Chứng tỏ rằng cái mức nguy hiểm của cái pháo bông bây giờ nó nguy hiểm hơn cái pháo ngày xưa. Nếu mà không lạng quạng gặp cái người mà người ta không có làm đúng cái hướng dẫn đi, họ đứng sớ rớ đâu gần đó họ bắn, thì nó cũng gây tai nạn, nó cũng gây cháy nổ, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì tại sao lại cho? Ngày xưa cầm cái cây trên tay không sao hết, thì cấm không cho xài. Bây giờ dùng cái này á, mà ứng không kịp, chạy không kịp, xa khoảng cách an toàn như quy định, thì cũng sẽ gây tai nạn, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì tại sao lại cho? Tôi thắc mắc như vậy thôi. Thì cái vấn đề là người dân đã quen với cái không khí không có pháo rồi, tự nhiên lại cho sử dụng pháo để làm gì? Và bây giờ nó cũng không có lợi gì. Nó không có lợi thứ nhất là gì? Là về mặt an toàn có thể gây cháy nổ và cũng tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe là rồi. Cái đó là cái chuyện đó, là những ai bất cẩn thì người đó bị, mình cũng không quan tâm. Họ ngu, họ bị, họ đáng chịu. Mình cũng không quan tâm cái chuyện mà để cho họ bị ảnh hưởng đến tai nạn con người của họ. Mình không quan tâm chuyện đó. Cái mình quan tâm ở đây là gì? Ngay cả khi cái người đó họ không ngu, họ không xài, họ không sử dụng pháo, họ vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi cái việc người khác sử dụng pháo. Đó mới là cái mà tôi quan tâm. Là gì? Cái khi mà mình đốt pháo á, pháo được chế tạo bởi những chất nổ. Chất nổ là gì? Là những chất độc không tốt. Thì khi mình đốt với cái số lượng mà lớn, thì nó sẽ để lại một cái lượng khí ở trong không trung, nó làm ảnh hưởng đến môi trường,
mình hít thở cái khí độc đó vào, nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này nó mới ảnh hưởng đến cả những người không chơi pháo. Còn cái người chơi pháo mà chơi ngu, chơi không am hiểu, chơi không đúng hướng dẫn, họ có bị tai nạn, họ có bị gì thì cũng đáng đời nhà họ. Nhưng cái vấn đề là những người họ không chơi, những người bị chơi một cách thụ động, họ vẫn bị ảnh hưởng bởi những người chơi pháo khác. Đó là gì? Là cái khí độc của cái pháo thải ra. Thì cái việc mà bây giờ cho sử dụng pháo tràn lan với cái pháo mà pháo bông mà công nghiệp như thế này á, thì nó còn tác hại hơn nhiều so với ngày xưa xài cái pháo nhỏ, xài cái pháo bông cây, xài cái pháo ngày xưa. Tôi chỉ thấy như vậy thôi. Thì cái việc mà, thì cái chính sách mà ban hành cấm pháo ngày xưa nó lại mâu thuẫn với bây giờ, tình hình bây giờ. Bây giờ không những là nó cũng nguy hiểm, nó cũng rất, xài pháo công nghiệp, pháo hoa công nghiệp nó cũng rất là nguy hiểm, mà lại còn làm hại đến môi trường nữa. Bây giờ như mỗi năm một quốc gia thì chắc chắn là một năm nó sẽ có những cái thời điểm để bắn pháo bông, thì chỉ có những cái tổ chức cơ quan hành chính của cái nhà nước đó được phép bắn thôi. Thì nó chỉ bắn trong cái phạm vi của cái số lượng bắn trong cái buổi đó mà thôi. Thì dù sao cái lượng mà thải ra nó cũng không nhiều bằng là bây giờ mình cho cả dân toàn nước nó xài, thì nhà nhà bắn pháo, người người bắn pháo, thì cái lượng khí thải nó thải ra nó sẽ rất là nhiều. Nó rất là nhiều, nó cuối cùng cái môi trường nó ảnh hưởng rất là lớn chứ không có đơn giản đâu. Một tỉnh bây giờ ở thành phố thì nó cho bắn hai ba nơi, ở một tỉnh thì thường thường cho bắn một nơi và một nơi nào đó, đúng không? Thì cả tỉnh nó mới có một điểm bắn thôi, thì nó cũng đỡ hơn là cả tỉnh bây giờ nhà nào cũng bắn. Ê, thì cái lượng khí nó thải ra nó sẽ còn nhiều nữa, cho nên nó không có lợi. Là bây giờ là tôi thấy nó không có lợi, là không có lợi cho môi trường hơn là không có lợi cho sức khỏe. Nếu nó ảnh hưởng đến sức khỏe của ai bất cẩn thì chuyện đó cũng đáng đời, tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ quan tâm là cái vấn đề là nó ảnh hưởng chung đến toàn cục, toàn cầu, khí hậu, rồi bao nhiêu thứ hệ lụy sau này xảy ra chỉ vì pháo mà chơi một cái thứ mà cái chất nổ để xịt nó ra ngoài môi trường như thế, để lại một cái khí độc như thế, thì nó cũng không có lợi gì. Nếu mà ai quan tâm đến môi trường thì không nên dùng pháo. Mình bớt đi một hộp pháo cũng là giúp cho môi trường nó không có thêm gánh nặng với cái hộp pháo của mình. Những ai mà cứ mở miệng ra nói là vì môi trường, vì này, vì kia mà còn chơi pháo thì coi lại đi nha, không có đúng đâu. Tại vì mình chơi pháo là mình góp phần làm hại, hủy hoại thêm môi trường rồi đó. Mà chưa kể cái loại pháo bông công nghiệp này nha, mà sử dụng không đúng hướng dẫn nha, mà đang bắn mà có đứa nào đó, con nít, con nôi, nó sớ rớ, nó đi vô, nó cũng làm cho tét mặt luôn á. Chứ không phải là an toàn hơn hay gì mà cho sử dụng đâu. Cái pháo bây giờ sử dụng nó nguy hiểm hơn cái pháo ngày xưa. Thì bây giờ mọi người cần phải cân nhắc có nên sử dụng hay không. Nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng, và hơn nữa nó còn làm hủy hoại cả môi trường. Cho nên những ai mà quan tâm đến môi trường, quan tâm đến những thứ mà mình hít vào người mỗi ngày, thì nói không với pháo.